Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game mới nữa nha anh em. Thì đây là một con game đa nền tảng nha, anh em Android, iOS đều chơi được nha anh em. Thì đây là con Võ Lâm Ngũ Bá nha anh em. Thì con này đã chính thức open nha anh em, thì anh em có thể chơi ha. Thì bây giờ mình sẽ đi gửi đến cho anh em những cái thông tin chi tiết của con này để anh em chơi nha anh em. Rồi thì link của con này mình sẽ để trong phần mô tả ha. Anh em sẽ lên cái đường link là vng.net nha anh em, để anh em lấy ha. Thì ở đây anh em chỉ cần click vào ngay chỗ Android, iOS, Windows nè, anh em chỉ cần click vào thì anh em sẽ chuyển qua một cái trang game anh em chơi ha. Thì con này là sẽ free cho mấy anh em là nhiều thứ hay ho luôn nha anh em. Như ở đây anh em sẽ được free là kim tệ nè, nhân vật chính kinh nghiệm nè, anh hùng kinh nghiệm nè, VIP tích lũy ha, 10 triệu điểm VIP nè, 10 triệu FB nhân vật chính nè, và 10 triệu kim tệ rồi nè, rất là nhiều nha anh em. Con này thì anh em có thể chơi nền ha, anh em là chơi nền thì có thể mua nền chơi nha anh em, còn anh em là chơi phi cài cuốc thì có thể chơi cái phần miễn phí này ha. Thì mình sẽ thu nhỏ cái cửa sổ này lại để mình test thử cho mấy anh em xem luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy thử là 10 triệu kim tệ nha anh em. Ở đây thì anh em nhập tài khoản vào nha. Đây thì anh em sẽ chọn server nha anh em, server 1 nha anh em. Số lượng thì anh em có thể test thử với một cái số lượng nhỏ thôi nha anh em. Thì thời gian là 10 giây một lần gửi ha. Thì mình sẽ gửi thử là 1. Đây, để gửi thành công nha anh em thì mình sẽ vào game ha, vào phần thư nè anh em. Đây, rất là nhanh chóng nha anh em. Thì anh em được 1.000 dạng nè. Đấy, rất là ngon nha. Rồi thì anh em có thể gửi tiếp nha anh em. Thì anh em sẽ chọn phần miễn phí mà anh em gửi vào ha. Kinh nghiệm, điểm VIP nè, 10 triệu điểm VIP nè, để mình gửi thử nha anh em. Rồi thì mình sẽ gửi tiếp là kim tệ đi, thử cái này nha anh em. 1k. Đây là phần kim tệ nha anh em. Như vậy là con này thì chỉ free cho mấy anh em là kinh nghiệm vào VIP rồi này kia thôi. Không có free kim cương bảo nha anh em. Thì anh em được tặng là 10 dạng nè, và anh em được tặng là 1.000 vé chiêu mộ nha anh em. Đấy, thì anh em có thể chiêu mộ tướng ha, anh em có thể chiêu mộ tướng và xếp đội hình mình chơi nha anh em. Rồi như vậy thì con này chỉ free hỗ trợ cho mấy anh em là kim tệ kinh nghiệm ha, điểm VIP thôi nha anh em, không có hỗ trợ kim cương bảo nha. Thì anh em có thể cài cút nha anh em, và free thêm 1.000 lượt chiêu mộ tướng nữa nha anh em, để anh em có thể lấy tướng mà chơi ha. Rồi thì toàn bộ link của con này mình sẽ để trong phần mô tả của video này nha anh em, anh em vào mà lấy cho mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hold on tight and I will make it right forever.
Whenever you need my love, need my love. Whenever you need my love, need my love. Whenever you need my love, need my love. For you.